Chiến thắng Tết Mậu Thân năm 1968 phủ trùm lên bộ máy chiến tranh Mỹ một bầu không khí ngột ngạt. Nó đẩy mọi thứ vượt qua giới hạn thử thách lòng kiên nhẫn của công chúng Mỹ trước các hành động của chính phủ ở một đất nước xa xôi. Ngày càng có nhiều câu trả lời rõ ràng hơn về mục đích vô nghĩa của cuộc chiến. Rõ ràng là người Việt Nam đã bước vào cuộc chiến này với một sự tự tin mãnh liệt như chính nghĩa của họ. Người Mỹ bắt đầu hiểu thế nào là một cuộc chiến tranh nhân dân. Tổng thống Mỹ Johnson trở thành tù nhân của dư luận Mỹ theo nhận xét của tướng Westmoreland. Đảng Cộng Hòa thay chân bằng một tổng thống quê miền Viễn Tây, hy vọng sẽ mở được đường máu thoát khỏi tình huống khó xử này bằng phong thái của các chàng cao bồi. Đó là Richard Nixon. Trước khi bắt đầu triệt thoái quân khỏi Nam Việt Nam, Johnson rồi đến Nixon đã chuẩn bị khá chu đáo cho chương trình Việt Nam hóa chiến tranh với hai chiến dịch phản công dồn dập. Mũi thứ nhất, quân đội Mỹ và đồng minh tiếp tục cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các cuộc hành quân để bình định cấp tốc Nam Việt Nam. Và mũi thứ hai, hệ thống an ninh dưới sự cầm trịch của CIA mở một cuộc chiến mật vụ mang tên Phượng Hoàng, lùng sục các cơ sở Việt Cộng nằm vùng. Chương trình Phượng Hoàng thường được gọi bằng cái tên chiến dịch ám sát là minh chứng sống động cho các hành vi tàn bạo, vi phạm nhân quyền mà CIA và các tổ chức của nó đã triển khai tại Nam Việt Nam thời kỳ ấy. Theo thống kê của Mỹ, chỉ trong năm 1969, có 19.534 cơ sở Việt Cộng đã bị vô hiệu hóa, 6.187 người bị giết, 8.515 bị bắt, 4.832 triệu hồi. Tháng 2 năm 1970, giám đốc CIA là William Colby phải điều trần trước Quốc hội Mỹ quanh chiến dịch bị chỉ trích là mờ ám này. Cuộc điều trần kéo dài tới tháng 3 năm 1970 với tập biên bản dày 800 trang. Nhưng chiến dịch vẫn tiếp diễn. Tới năm 1971, William Colby đưa ra con số người bị giết trong chương trình này là 20.857 người. Con số của chính quyền Sài Gòn còn thổi phồng hơn rất nhiều, 40.994 người. Bây giờ, những tài liệu giải mật và thực tế diễn ra thời kỳ này cho thấy đây là những cố gắng bấu víu cuối cùng của những người chủ trương phát động một cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ. Bộ máy cai trị bù nhìn tại Sài Gòn lúc này không còn đủ lý do để tồn tại như một chính thể. Người ta chỉ có thể thấy nó hiện diện bằng một hệ thống mật vụ dày đặc, bằng sự đàn áp, bắt bớ, bóp nghẹt tự do ngôn luận. Năm 1970, chương trình Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon huy động hết tàn lực về an ninh, quân sự, tình báo, tâm lý chiến, hòng tạo ra một sự cân bằng tương đối trên bàn đàm phán Paris, gây một số khó khăn tổn thất cho lực lượng kháng chiến. Thì cũng chính sách ấy đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ cả Washington và Sài Gòn. Ở Mỹ, người ta gọi đó là phong trào phản chiến. Còn ở Sài Gòn, đó là thành phần thứ ba, một làn sóng ngày càng đông đảo các tầng lớp tham gia, hình thành nên gần như một lực lượng đối kháng với chính quyền Sài Gòn. Ngày 1 tháng 5 năm 1970, cuộc hành quân hỗn hợp Mỹ và đồng minh tấn công vào vùng Móc Câu còn gọi là Mỏ Vẹt, cách Sài Gòn 80 km về hướng Bắc, nơi Campuchia giáp với Tây Ninh, Bình Long. Mục tiêu của cuộc hành quân vào Móc Câu là vây bắt hoặc tiêu diệt Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam đang đóng tại đây. Cùng lúc, Mỹ hậu thuẫn cho tướng Lonon đảo chính quốc vương Sihanouk nhân lúc ông đi thăm Liên Xô. Mục tiêu là nhằm khóa đường tiếp tế từ cảng Sihanoukville vào các căn cứ quân giải phóng. Con đường chi viện qua Campuchia vào chiến trường miền Nam gặp khó khăn lớn. Sang năm 1971, Nixon tẩy chay hội nghị Paris, quyết định mở rộng các cuộc hành quân ra toàn cõi Đông Dương. Năm 1971, đánh sang Hạ Lào, gọi là chiến dịch Lam Sơn 719.
Tổng thống kế nhiệm của Johnson là Richard Nixon, một người ôm giấc mộng lớn cho nước Mỹ nhưng lại mâu thuẫn với nhân cách khá khuất tất của ông ta. Một hành động khuất tất đáng lưu ý trong bản cờ chính trị này là bắt tay với chính phủ Trung Quốc, điều mà báo chí Mỹ gọi là cuộc đàm phán trên đầu Hà Nội, bên lề của hội nghị Paris về Nam Việt Nam. Mỹ nghĩ rằng tranh thủ được thái độ làm ngơ của chính phủ Mao Trạch Đông sẽ tạo một áp lực thay đổi cục diện chiến trường, và quân đội Sài Gòn sẽ nhân đó triển khai các phương án tác chiến phối hợp để dần dần thay chân quân Mỹ, thay đổi màu da trên xác chết. Không quân Mỹ đánh phá Hà Nội dữ dội, những cuộc không tập thời Nixon vượt xa thời Johnson trên cả quy mô, tần suất và mở rộng mục tiêu đánh phá. Mỹ tuyên bố đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, thả thủy lôi phong tỏa ven biển, cửa sông, các cảng ở miền Bắc. Quý 2 năm 1972, sử dụng 1.500 lần chiếc, trong đó có 270 lần chiếc dùng pháo đài bay B-52. Quý 3 năm 1972, cường độ tăng lên 22.000 lần chiếc, trong đó có 910 lần chiếc B-52. Ngày 22 tháng 10 năm 1972, vùng từ Nam vĩ tuyến 20 trở vào